Thì hôm nay em về một cái lô mai này đẹp lắm nha. Mai này gốc nó to lắm. Nó bằng cái này nó bằng cái chắc bằng cái đầu đũa không ăn luôn á cả nhà. Nè, mập lắm. Mà phải nói rễ cái lô này cực kỳ đẹp nha. À, đa số là lò xo và con ốc nha cả nhà. Đó, đây ha. Trời ơi con nè. Cả nhà nhìn nè. Đó, đây, lò xo mà lò xo nhiều vòng nữa nha. Trời ơi con nè. Lâu lâu nó mới có một lô đẹp như thế này á cả nhà. Rồi bí. Nhưng mà bí ít lắm. Em chủ yếu thấy lò xo nhiều nha. Bí không có nhiều. À, đây, lò xo với con ốc nhiều nha. Trời ơi con nè. Con này cả nhà. Ha. Đẹp ghê không? Đa số là gì nè. Có lò xo đứng nữa nè. Đó ha. Thì rẻ quá luôn. Rẻ nè, cái gì tùm lum kiểu hết trơn cả nhà nè. Quấn cục nồ nồ luôn. Nói chung lô này rẻ lớn lắm cả nhà. Thì em móc em mo ngẫu nhiên, nó là ngẫu nhiên thôi nha. Mo ngẫu nhiên nè. Đây mo thử ngẫu nhiên cây nữa cho cả nhà mình cùng xem nè. Đó, đa số là lò xo con ốc vậy nè. Nè cả nhà. Cây thì lá thì nó không có được xanh lắm, bởi vì cả nhà biết là cái mai này nó già cỏi luôn rồi. Một mùa mấy, một năm mấy luôn, hơn năm rưỡi luôn cả nhà, nhìn nó có nụ luôn á. Ha. Nè. Nó có nụ luôn nè cả nhà. Thì lá dĩ nhiên là lá cây nó già thì lá nó không có được xanh mơn mởn như những cái loại kia, nhưng mà cây nó rất là cứng cáp nha, nó mập lù luôn á. Này đi mấy lá này nó sẽ bị rớt nè, bị rụng lá nè cả nhà. Đó ha. Nhưng mà cái cây cốt nè, mập ù như trâu. Đây cả nhà. Trời ơi, còn rễ thì quá trời đẹp luôn nha. Nè. Lò xo con ốc nha. Lò xo con ốc nha cả nhà. Nè. Quấn nồi 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 luôn á. Lô này quấn rễ nồi 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 luôn, mà rễ to không nè. Đó, chiều cao thì khoảng 60 hết rồi cả nhà. Ồ, con này nó già đến nước nở, nó có nụ luôn nè. Ha, cả nhà nhìn thấy ha. Đó, loại này em bán 10.000 cây nha. 10.000 cây, em ship từ 30 cây cả nhà. À, không bao phí vận chuyển nha. Ship từ 30 cây và không bao phí vận chuyển nha. Nếu ấy thì chúng ta chịu thì ship giúp em nha. Cây rất là mập nha cả nhà. Trời, mập ù, mập như trâu luôn nè. Quá trời mập luôn á. Còn rễ thì rất là đẹp luôn. Trời ơi, con này cả nhà. Rễ cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, giá 10.000 một cây nha cả nhà. 10.000 một cây, em ship từ 30 cây nha. Không bao phí vận chuyển. Nếu chúng ta lấy từ 100 cây, bên em sẽ tặng 5 cây. Giá 10.000 nha. Số lượng em cũng được khoảng 2-3.000 cây cả nhà. Vừa mới về tới. Cả nhà nhìn nè, nó già, nó mập. Cái này là cái ngọn của nó mà nó mập như vậy nè. Cho nên gốc của nó rất là mập, nhưng mà nó già lắm rồi. Cái lô mai già này trồng không bao giờ sợ chết luôn nha. Rồi, loại đó là giá 10.000 nha. 10.000 một cây nha cả nhà. Rồi, có cái mai một thước ăn lên. Đây, gốc cũng mập lắm. Rồi, hôm qua đây đi. Ủa chị hai, 6.000 nắm đâu ạ? Rồi, đây đây, mai thước trước đi nha cả nhà. Mai thước. À, mai này là một thước đi lên. Cây thẳng con luôn. Đây cả nhà nè. Cái này thích hợp cho chúng ta trồng lục bình, rồi trồng mai thước nữa ha. Rồi đây, rễ thì lô này quấn như thế này nha. Đó, nó cũng tùm lum kiểu nha. Nhưng mà rễ thì nó cũng tụ con nè, thì cũng lò xo đấy. Nhưng mà em thấy thì nó không có sắc sảo như cái lô rễ bên kia, nhưng mà nó cũng rất là đẹp cả nhà. Đó đây ha. Rễ tùm lum kiểu nha. Đó, đây. Đó. Loại này là loại 1 mét đi lên nha. 1 mét đi lên là giá 11.000 nha cả nhà. Đó, 1 mét đến 1 mét 2 luôn á là giá 11.000 nha. Đó, rồi. 11.000 ha. Rồi, hàng mai 6.000 nha. 6.000 đâu chị hai, đây hả? Đây hả? À, đây là 6.000 nha cả nhà. Đây, 6.000 cũng là so luôn nè. Đó, cũng tùm lum kiểu. Gì tổ chim, lò xo, gì hình thú, hình quái. Ôi tùm lum hết rồi cả nhà. Nè, em quay cả nhà mình cùng xem. Đó, mấy cái hàng này á là sao này ra rễ quá tùm lum á. Rồi có gì tổ chim trong đây nè. Đây nè. Đó. Tùm lum kiểu hết nha cả nhà. Tùm lum kiểu hết. Đó, đây ha. Thì giá 6.000 cây nha. 6.000 cây nha cả nhà. Mấy cái này sao này hiện ra hình thú nè. Đó, mấy cái con nằm ngang này lớn lên nó hình nằm y như thú nằm vậy. Đó, rất nhiều kiểu nha, đa hình đa dạng nha cả nhà. Cao thì là 50 đến 60 nha. Trời, có bí không? Hả? Nó không có bí hả? Rồi, hàng bên đây là 7.000. 7.000 nha cả nhà. Đó, thì nó cũng lò xo này, con ốc này kia nè. Cái là lô này lúc kìa lò xo với ốc nhiều nha. 7.000, cao 60 cm nha. Còn lại 5.000 nữa cả nhà. 5.000 đồng mai không quấn rễ nha. Cao 50-60. Loại này không có quấn rễ, rễ nôm nha. Đó, cái này là rễ thả tự do nè. Nó mọc đâu nó mọc nè, sau này nó lên nôm á cả nhà. Còn này là tụi em không có quấn rễ nha. Rồi,
Giá này là 5.000 cây nha, em ship từ 50 cây nha cả nhà. Đó, đó chính là các cái loại mai bên vùng mai nhà em nha. Ai thích loại nào thì xin hãy alo nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.